Khách hàng không còn tin vào những cái mẫu quảng cáo ở trên online, khi mà bây giờ chúng ta thấy hàng ngày có rất là nhiều mẫu quảng cáo, nhà nhà quảng cáo, người người quảng cáo, và bắt đầu họ nhận được những sản phẩm nó không chất lượng, những cái mẫu quảng cáo nó không chất lượng, và bắt đầu khách hàng nghi ngờ rất là nhiều. Họ không biết rằng đâu mới là một cái nhà quảng cáo tốt, đâu mới là một nhà bán hàng tốt, và họ đặt rất là nhiều nghi vấn, dẫn tới cái việc mà chúng ta quảng cáo ngày giá càng cao hơn và chúng ta tỷ lệ bán hàng nó cũng thấp hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giải quyết được cái trường hợp này đây? Và trong hơn một năm qua, Linh đã nỗ lực và để xây dựng được cho mình một cái thương hiệu cá nhân ở trên online, và kết quả đã giúp cho doanh số của Linh đã tăng gấp 4 đến 5 lần. Và cái điều quan trọng đó là chi phí quảng cáo nó đã giảm đi là 5 đến 6 lần so với trước đây. Vậy thì làm thế nào để Linh có thể làm được cái điều đó? Như chúng ta đã biết rằng là Facebook của Linh đã hơn 1 triệu cái lượt theo dõi, và ở TikTok thì hơn 3,8 triệu lượt follow, và ở trên YouTube thì Linh cũng đã có hơn 100.000 lượt theo dõi. Vậy thì cái bí kíp mà Linh đã làm ở đây đó chính là xây dựng cho mình một cái thương hiệu ở trên Internet. Và bí mật đằng sau những cái video hàng triệu lượt xem, những cái kênh hàng triệu lượt follower, đó chính là mình tạo ra cho mình được những cái kịch bản. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower đây? Thì chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới để chúng ta đăng ký tham dự vào cái chương trình thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Việc mà chúng ta tham dự chương trình này, Linh có một cái giới hạn, đó là Linh muốn dành cho những người thực sự là nghiêm túc, những người mà thực sự mong muốn thay đổi cái kết quả kinh doanh của mình. Nên là Linh có một cái chi phí nhỏ, một cái khoản đầu tư mà Linh muốn, đó là anh chị hãy mời Linh giống như một bữa ăn trưa. Hãy mời Linh tham dự bằng một bữa ăn trưa, và Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta trong 5 ngày để chúng ta học được những cái công thức để chúng ta kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và chúng ta hãy click vào cái đường link ở bên dưới để chúng ta đăng ký tham dự chương trình này. Và với cái chi phí bằng một bữa ăn trưa, đó là mời Linh ăn trưa để chúng ta đăng ký tham dự chương trình này. Và bạn cần phải đăng ký và chuyển khoản ngay, bởi vì cái số lượng người học ở tối đa ở trong những chương trình này chỉ có đó là 1.000 người. Đây là cái phòng học online mà Linh có thể có được tối đa đó là 1.000 người. Vì vậy chúng ta cần phải đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta sở hữu được cái tấm vé có mặt trong cái chương trình này. Linh thu phí này với một cái mục đích, đó là mong muốn lọc ra những con người thực sự khát khao mong muốn thay đổi con người kinh doanh của mình. Cái chương trình này, kể cả chúng ta chưa hề biết về cái cách mà chúng ta quay dựng video, chúng ta chưa biết cách làm video, thì chương trình này chúng ta vẫn đều có thể tham dự học. Kể cả chúng ta bắt đầu từ con số 0 thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tham dự được. Ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình thử thách kiến tạo kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower.